Các tường xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình thời sự ngày hôm nay do đội ngũ ban biên tập Sài Gòn News thực hiện. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em luôn được khỏe mạnh, được bình an và luôn luôn hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, các tường mong quý vị bấm like, bấm chia sẻ video này giúp kênh lan tỏa tới nhiều quý khán thính giả hơn nữa và mong quý vị bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bản tin nóng hàng ngày. Tổng thống Trump đối mặt bất công khi tranh luận trong hang ổ dân chủ, hứa hẹn một lần nữa hủy diệt Kamala Harris. Tướng Michael Flynn tiết lộ trúng động, cựu tổng thống Trump đối diện nguy cơ bị kết án tù ngày 18 tháng 9 tại New York. NATO tăng cường triển khai quân sự ở Tây Thái Bình Dương, tàu cộng đứng trước nguy cơ bị vây hãm. Mỹ ngăn chặn Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công đất Nga. Cuộc chiến trì trệ trước sức ép leo thang. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, một thông báo mới đây đã khiến trăm triệu cử tri bất ngờ. Cuộc tranh luận sắp tới giữa cựu tổng thống Donald Trump và Kamala Harris sẽ được tổ chức ngay trong thành trì của đảng Dân Chủ Philadelphia, bang Pennsylvania tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia, đây không chỉ là một địa điểm mang tính biểu tượng của phe dân chủ, mà còn là nơi mà Joe Biden đã từng nhục mạ ông Trump và những người ủng hộ MAGA trong bài phát biểu ngập tràn máu đỏ vào năm 2022. Cựu tổng thống Trump lại một lần nữa phải đối diện với sự bất công khi buộc phải bước vào cuộc tranh luận trong lòng địch. Phe dân chủ rõ ràng đang làm mọi cách để ngăn chặn ông Trump trên con đường trở lại tòa bạch ốc. Tuy nhiên, chúng ta hãy tin tưởng vào cựu tổng thống Trump. Ngài ấy đã từng đập tan Joe Biden trong cuộc tranh luận trước đây và lần này ông sẽ tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình khi đối đầu với Kamala Harris. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối giờ miền Đông với một chương trình đặc biệt trước đó. Trong khi Harris đã liên tục từ chối các lời mời tranh luận trước đây, việc đồng ý đối đầu với Tổng thống Trump lần này cho thấy sự lo lắng của bà và phe Dân Chủ trước sức mạnh không thể cản phá của cựu Tổng thống. Philadelphia, nơi mà Joe Biden từng công khai lên án ông Trump và những người ủng hộ ông, giờ đây lại trở thành chiến trường nơi mà Tổng thống Trump sẽ đối mặt trực tiếp với Harris. Phe dân chủ có thể chọn địa điểm này với hy vọng đánh bại Tổng thống Trump, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự quyết tâm của ông để một lần nữa hủy diệt đối thủ như ông đã từng làm với Biden. Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu lịch sử này, Tổng thống Trump đã triệu tập những chiến binh chính trị cứng rắn nhất bao gồm cựu dân biểu Hawaii Tulsi Gappa, người từng làm Harris bẻ mặt trong cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2020. Sự tham gia của Gappa là minh chứng cho chiến lược không khoan nhượng của Tổng thống Trump sẵn sàng đè bẹp mọi đối thủ cản đường ông. Cuộc tranh luận sắp tới không chỉ là một sự kiện chính trị, nó là một trận chiến sống còn cho tương lai của nước Mỹ, trong lúc phe Dân Chủ đang dốc toàn lực để ngăn cản ông Trump người dân Mỹ hãy chờ đợi để chứng kiến một cuộc hủy diệt chính trị mà ông sẽ mang đến cho Kamala Harris, y như cách ông đã từng làm với Joe Biden. Tướng Michael Flynn tiết lộ trúng động, cựu tổng thống Trump đối diện nguy cơ bị kết án tù ngày 18 tháng 9 tại New York. Kính thưa quý vị thân mến, trong một tiết lộ gây trúng động ngày 18 tháng 8 mới đây trên chương trình Screen Boss, tướng Michael Flynn đã vật trần âm mưu đen tối của phe Dân Chủ nhằm tống cựu tổng thống Donald Trump vào tù vào ngày 18 tháng 9 sắp tới tại New York, nghĩa là đúng tròn một tháng nữa. Thẩm phán cánh tả Somerton, được cho là người đứng sau kế hoạch này, quyết tâm dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn bước tiến của ông Trump về Tòa Bạch Ốc vào năm 2024. Theo tướng Flynn, đây không chỉ là một vụ án đơn thuần mà là một màn kịch đã được dàn dựng tỉ mỉ khi âm mưu ám sát ông Trump tại Pennsylvania đã thất bại. Cựu tổng thống Trump được Chúa Trời che chở thoát khỏi hiểm nguy. Giờ đây, phe dân chủ như chó cùng trước dậu đang điên cuồng tìm mọi cách để ngăn chặn cựu tổng thống Trump nắm quyền lực trở lại. Kế hoạch ám sát không thành, bọn chúng lập tức chuyển sang chiêu bài tống ông vào tù, hy vọng rằng bản án sẽ chặn đứng con đường của ông đến Nhà Trắng. Tướng Flynn khẳng định, ngày 18 tháng 9 sẽ là ngày định mệnh. Khi thẩm phán New York đưa ra bản án nhằm tống cựu tổng thống vào tù, đây là một kế hoạch độc ác đã được sắp xếp từ trước bởi phe dân chủ, những kẻ đang trong cơn hoảng loạn trước viễn cảnh tổng thống Trump trở lại nắm binh quyền trong tay, bởi chính ngày đó sẽ là ngày tàn của bọn chúng. Tiết lộ này đã gây chấn động dư luận, đặc biệt khi ngày bầu cử tổng thống đang cận kề, cử tri khắp nơi đang lo lắng trước nguy cơ chính trị bị thao túng trong khi các luật sư của Tổng thống Trump đang đấu tranh để hoãn ngày tuyên án, lo ngại vì kết án chỉ 7 tuần trước cuộc bầu cử sẽ là một cú đòn chí mạng vào cơ hội của ông. Chuyên gia luật Andrew McCarthy nhận định rằng dự đoán của Flynn là hoàn toàn có cơ sở. Nếu Trump bị kết án vào ngày 18 tháng 9, dù ông có thể được tại ngoại trong khi chờ kháng cáo, nhưng thiệt hại về mặt chính trị sẽ là không thể đồng đếm. Đối thủ chính trị, đặc biệt là camera Harris và truyền thông dân chủ, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng sự kiện này để dán nhãn ông là tội phạm bị kết án ngay trước ngày bầu cử. Trong bối cảnh đen tối và đầy biến động này, vận mệnh của cựu tổng thống Donald Trump và tương lai của đất nước đang đứng trước một thử thách lịch sử. Những âm mưu và kế hoạch đen tối đang được thực hiện với mục tiêu duy nhất là ngăn chặn tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Trong giờ phút căng thẳng này, chúng ta, những người dân yêu nước, những người yêu mến cựu Donald Trump hãy cùng nhau hướng về Thiên Chúa, cầu nguyện cho sự an lành và bảo vệ của Ngài dành cho Donald Trump. Hãy xin Ngài ban cho ông sức mạnh và sự kiên định để vượt qua mọi thử thách, để tiếp tục chiến đấu vì những giá trị và tương lai của nước Mỹ. Đây là lúc đất nước cần sự đoàn kết và niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy cùng nhau cầu nguyện cho vị lãnh đạo của chúng ta, Donald Trump. NATO tăng cường triển khai quân sự ở Tây Thái Bình Dương Tàu cộng đứng trước nguy cơ bị vây hãm. Thưa quý vị, trong một động thái gây chấn động toàn cầu, NATO đang quyết liệt tăng cường sự hiện diện quân sự tại Tây Thái Bình Dương, thách thức trực diện sự bành trướng của Trung Quốc. Theo Bloomberg, hàng loạt tàu chiến từ các nước thành viên NATO đang được điều động đến khu vực này, khiến tàu cộng không khỏi lo ngại về một cuộc đối đầu căng thẳng sắp xảy ra. Sự bổ sung gần đây nhất là tàu sân bay Carrier của Ý, một biểu tượng của sức mạnh hải quân châu Âu, lần đầu tiên được triển khai tới Thái Bình Dương. Đây không chỉ là một bước đi quân sự mà là lời tuyên bố rõ ràng rằng NATO sẵn sàng đối mặt và kiềm chế mọi mối đe dọa từ Tàu cộng. Cuộc tập trận chung giữa tàu Carrier và USS Abraham Lincoln của Mỹ gần qua chỉ là khởi đầu cho những gì sắp diễn ra, với các máy bay chiến đấu F-35 và Harrier AV-8B phô diễn sức mạnh hủy diệt. Chuẩn đô đốc Xiankalo Siapina chỉ huy nhóm tấn công tàu sân bay Carvajal khẳng định, đây là minh chứng cho khả năng triển khai sức mạnh của chúng tôi ở bất cứ đâu và đối với bất kỳ ai có ý định thách thức an ninh khu vực. Không chỉ ý, mà các cường quốc khác trong NATO như Anh, Pháp, Đức và Hà Lan cũng đang chuẩn bị triển khai lực lượng hùng hậu đến khu vực này sự xuất hiện của tàu sân bay HMS Ring of War của Anh và nhóm tấn công của tàu này vào năm tới, cùng với nhóm tấn công tàu sân bay Chalet de Gaulle của Pháp, là minh chứng cho chiến lược bao vây tàu cộng từ nhiều hướng. Bloomberg phân tích rằng, sự tăng cường sức mạnh hải quân châu Âu không chỉ nhằm phơi giữ sức mạnh, mà còn là bước đi chiến lược để phối hợp với quân đội Mỹ trong những tình huống khủng hoảng, từ hỗ trợ máy bay quân sự, tăng cường khả năng săn tàu ngầm, đến nhiệm vụ phân phối tiếp tế. NATO và các đồng minh đang hình thành một liên minh quân sự khổng lồ với khả năng phối hợp vượt trội, sẵn sàng đối phó với bất kỳ động thái hung hăng nào từ tàu cộng. NATO từ lâu đã cảnh giác với tàu cộng, nhưng năm nay tổ chức này đã công khai gọi Bắc Kinh là kẻ đồng lõa trong việc Nga xâm lược Ukraine và lần đầu tiên xác định tàu cộng là mối đe dọa đối với lợi ích, an ninh và giá trị của mình cùng với NATO, các đồng minh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Mỹ, đặc biệt là Nhật Bản đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực. Nhật Bản với hạm đội hơn 100 tàu chiến đã phối hợp chặt chẽ với Hải quân Mỹ và gần đây cũng đã tăng cường quan hệ với Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Đô đốc Samuel Papadro, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, đã tuyên bố rằng mạng lưới quan hệ đối tác và thỏa thuận an ninh đang ngày càng mở rộng trải dài trên khắp khu vực là phản ứng trực tiếp trước chính sách bành trướng của tàu cộng. Ông tin rằng Mỹ và các đồng minh đang nắm giữ quân bài mạnh hơn và sẽ chiếm ưu thế trong bất kỳ cuộc xung đột nào tại Tây Thái Bình Dương. Với tình hình ngày càng leo thang, Tây Thái Bình Dương đang trở thành chiến trường mới, nơi mà NATO và các đồng minh quyết tâm ngăn chặn tham vọng bá quyền của tàu cộng. Thế giới đang chứng kiến một cuộc đối đầu chưa từng có với những bước đi quân sự đầy táo bạo và quyết liệt từ phía NATO. Mỹ ngăn chặn Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công đất Nga, cuộc chiến trì trệ trước sức ép leo thang. Thưa quý vị thân mến, trong một diễn biến đầy kịch tính, tờ Times của Anh tiết lộ rằng Washington đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ Nga, mặc dù Anh đã sẵn sàng bật đèn xanh cho hành động này từ hơn một tháng trước. Quyết định của Mỹ đang gây ra sự bế tắc trong chiến lược quân sự của Kiev đẩy Ukraine vào tình thế khó khăn khi đối đầu với quân đội Nga. Theo Times, nguồn tin nội bộ cho biết lý do duy nhất khiến Kiev chưa thể thực hiện cuộc tấn công tầm xa vào Nga là sự cản trở từ phía Mỹ, mặc dù Anh đã cho phép việc triển khai vẫn cần sự đồng thuận của các đồng minh và Mỹ hiện đang giữ quyền quyết định cuối cùng trong tay. Vào ngày 15 tháng 8, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Sabrina Sai đã xác nhận rằng Mỹ lo ngại về việc leo thang chiến tranh nếu cho phép sử dụng vũ khí tầm xa. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Washington đang rất thận trọng trong việc hỗ trợ Ukraine, trong khi Kiev ngày càng sốt ruột vì sự trì hoãn này. Tên lửa Storm Shadow với tầm bắn lên tới 250 km và khả năng né tránh radar phòng không đã trở thành một vũ khí chiến lược quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine. Tuy nhiên, sự trì hoãn của Mỹ đang đẩy Kiev vào tình thế khó khăn, buộc họ phải tìm các chiến lược thay thế như việc quyết định đưa quân vượt biên vào tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng vẫn không nhận được sự đồng thuận, khiến ông phải công khai bày tỏ sự thất vọng và kêu gọi sự tin tưởng hơn từ phía Mỹ. Cũng theo Time, có nguồn tin cho rằng Mỹ đang chờ kết quả từ chiến dịch Kursk trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép sử dụng vũ khí tầm xa. Nhưng sự trì hoãn này đang làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột khi mà mỗi phút trôi qua tình hình trên chiến trường ngày càng trở nên căng thẳng. Hồi tháng 5, một số kênh truyền thông phương Tây từng đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, nhưng với điều kiện mục tiêu không được quá 100 km so với biên giới. Điều này càng làm dấy lên những câu hỏi về chiến lược thực sự của Mỹ trong cuộc xung đột này với sự trì hoãn kéo dài và những quyết định đầy bất ngờ cuộc chiến tại ukraine đang đứng trước nguy cơ bùng phát theo những hướng không thể lường trước liệu mỹ có thể thay đổi quyết định vào phút chót hay ukraine sẽ phải tiếp tục chiến đấu trong sự bất lực tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời từ washington